tới vườn hay là khách ship đi mà cây mà từ 200 trở lên là em Linh đều tặng một bịch phân trộn 2 pound nha cả nhà. Đó. Wow, mắng cầu như thấy đỏ là cái gốc bự chà bá. Gốc bự chà bá nè. Cho cái anh Hòa. Anh này rất là dễ thương. Em Linh ơi, có cây nào lựa cho anh rồi chụp hình cho anh rồi xong chốt. Cho nên em discount cho anh này rất là nhiều nha cả nhà nha. Và anh này là khách khách rất là dễ thương. Tin tưởng mình vườn em Linh thôi. Đó, mình thấy không? Thôi, nó bự khủng hoảng luôn. Mình bán cây này rất là ưu ái cho ảnh nha. Anh chị thấy đỏ nè. Nè, cây này là kép nờ nha cả nhà. Gấp nờ kép nè. Cây này em bán 250 nha. Cây này cái này là miêu à, miêu cục cưng nè, miêu cục cưng nè cả nhà. Đó, miêu cục cưng là 250 nha. Cây này ghép năm rồi, bởi vì em nói cả nhà, nhiều khi cả nhà để ý cái này là cái kinh nghiệm ha. Cái gốc nhỏ thì cái cây nó sẽ lên nhánh nhỏ cùng một thời điểm ghép, cho nên cái gốc bự á, thì cây nó lên rất là mạnh giống như cái cây hồi nãy em quay. Còn cái này cái gốc nhỏ thì cây nó lên gì, nó take time rất là lâu, cùng một thời điểm, cùng ghép một thời điểm chung năm ngoái, nhưng mà cái cây gốc nhỏ nó lên nhỏ gì nè. Còn nếu mà cây gốc lớn nó lên cây nhánh rất là lớn. That's why tại sao á, em bán là em bán theo gốc cây nhà, bán theo gốc. Cái gốc lớn á, mình mua rất là mắc tiền, hoặc mình dám chảm anh Thọ, mình dám chảm những cái mà cây biết bao nhiêu tiền, 400-500 mà để mình ghép vô để nó lên mạnh đó. Cho nên á, là cô chú anh chị khi mua cây bên vườn O2, những cô chú anh chị đã quen, đã hiểu, đã biết rồi đó, là cô chú anh chị mấy anh chị rất 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 là biết, là hiểu hiểu để mà mua. Ồ, em lên bán mà sao, bởi nhiều khách á, cái gọi em Linh ơi chị muốn cái này anh em Linh ơi, em đang cập chụp, em chụp hình nó không cần chụp hình, chị tin tưởng em rất là cảm ơn mấy cái chị đó rất là nhiều, mấy anh nó rất là nhiều. Thì mua quen á thì biết cái tánh của em á, rồi mình biết bên chất lượng á, cho nên là anh chị cứ là nói là em sao sao ship nhiêu tiền anh chị trả đó. Đa số khách của em refer nhiều lắm, chỉ có những khách mới á, mấy không biết thì hỏi nhiều, nhưng mà mua một lần mà hỏi nhiều, hỏi một lần á, xong mua nhiều á, xong rồi mấy anh chị cũng hiểu hết mấy làm. Cho nên á là khi những khách mới thì mình phải take time, còn những khách cũ là bởi vì em bán bên đây á, em bán âm thầm dữ lắm. Không có đưa lên nhiều tại vì á không có thời gian. Thật sự bên em không có thời gian để máy, cho nên cô chú anh chị nào á mà gọi không được hay là ấy là nhắn tin kiên nhẫn giùm em nha. Tại vì em khi em bệnh em mệt, chứ mà nói chung là em không có khỏe giống như mọi người. Đó. Nói chung là sức khỏe em nó có giới hạn, cho nên mà em ráng cố gắng để em phục vụ hết cho tất cả các anh chị. Cây này là hai giống nè, cái này là KFC nè, còn cái này là đông dao nè. Hả, cây chị này rất là dễ thương luôn. Linh ơi, chị tin tưởng em, chị coi video chị tin tưởng em. Em rất là dễ thương, người nào đủ thứ hết đó, chị mua đúng không, chỉ mua, em chỉ cần lựa cho chị đi, chị không có cần ấy lựa cho chị là em lựa đó. Cho nên á, tất cả những cái cây này nè toàn là em lựa cho khách không à. Lựa cho khách rồi em chụp hình cho khách, có những khách không có cần hình em vẫn gửi hình để cho khách yên tâm vậy đó. Nó chỉ không cần hình nhưng mà em vẫn gửi cho chị yên tâm là chị mặc định ở trong cái tâm cái trí chị là ồ cái này là chị là cái cây nó sẽ về như thế này. Cái này là cúc mai nè, cúc mai em bán 150 kèm theo á, bán lấy vốn lại thôi. Đó, mỗi lần mà khi bỏ vô chống cây này chống 4 cây nha anh, chống hết 4 cây nha. Dạ. Nó ném kiểu gì mà nó gãy được, nó gãy hết nha. Dạ, bởi vì nó gãy hết trơn luôn. Cây bự chà bá đó mà nó cũng vẫn gãy gãy hết trơn. Bây giờ mình phải làm gì? Phải làm cho nó thôi, bởi mấy anh UBS đó làm mình cũng khổ hết sức luôn gì đó, mà không có mấy ảnh thì không có ai đưa cây cho khách cho mình. Cho nên là phải nhịn mấy ảnh, phải mấy ảnh cái nhà thấy không. Một khi mình ship một cái cây á, mình mất thời gian khoảng 2 tiếng đồng hồ á, một cây á. Cho nên nhân viên bên em á, là hả, khi mà ship cây thì mình phải gom vô từ 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 từ, rồi mình phải ship từ 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 từ, chứ không phải là nắm cái cây vô rồi mình ship nha cả nhà. Bên em phát rất là kỹ, mà mấy anh UBS làm vậy là em cũng không biết luôn sao luôn á.
miêu của em nè, cả nhà thấy không, gốc bự bằng cổ tay không à. Khi mà cái nhánh đó, nó lên bự nè, bằng cái ngón tay cái luôn. Bởi vì cái gốc bự, cái cây nó mới bự, mới khỏe, mới mạnh đó. Tiền nào của nấy, khi mình mua mình biết tiền bên cây anh Linh là khỏe ra như vậy em mới ship nha cả nhà. Cho nên á, khi mà Campuchia hay bất cứ những cái giống mới đó, mà cây lớn em đã bán hết rồi, bây giờ cây nhỏ em mới lấy ra, thì em đợi cái cây nó liền vậy em mới dám nghe em mới ship cho cả nhà. Để em thôi lỡ về á, cái em bắt đầu nó bị rung rinh hay gì á, cái cây nó xì xì nở nó chết rồi, khách mất tiền đó. Cái đó mình phải nghĩ cho khách, rồi mình nghĩ cái uy tín của mình á. Cho nên là cây nào mà em ghép hồi năm ngoái em mới bán ra nha, ví dụ năm nay ghép thì để cuối năm mới bán ra vậy đó, cho chắc. Giống như mình chậm mà chắc, để cho hai bên không ai bị mất tiền hết á, rồi không ai buồn phiền ai hết á. Nhà em cho cả nhà xem nè, có phần bông, cái phần trộn thần thánh của em nè. Trời ơi, cái cây mận này hình ra hoa. Rồi bây giờ nó ra hoa mà em không thể tưởng tượng nó ra nguyên cây, đầy cây luôn á. Quá trời luôn á, ra hoa nè. Nhà thấy thì biết ra hoa nè. Khi mình trồng cây mình có kinh nghiệm ha. Bây giờ cái phân á, nhà thấy không? Nhiều người á em mắc cười lắm, nhiều người bắt chước bên em những cái câu nói của em á, bây giờ hả, giống như là giống như cái trend nữa luôn rồi đó. Đó, nhà thấy không? Cái phần bây giờ vẫn còn kịp để cô chú mua phân trộn về để làm cho cây trái nó ra hoa nha. Rồi dưỡng trái nó luôn, dưỡng cây dưỡng trái cũng là nó luôn, giữ cây giữ trái cũng là nó luôn. Cho nên là cô chú mình mua để mình ấy cho đường dài luôn ha. Nếu mà mình muốn ra hoa thì mình để 4 tuần, mỗi tuần một lần, 4 tuần liên tiếp mình ngưng. Còn những cây nào mà mình muốn cho nó giữ trái, giữ bông này nọ, trái ngọt ngon này á, thì mình để 1 tháng một lần. Đó, em thấy không? Quá trời bông. Bông gì mà không kịp. Em cho cô chú anh chị xem lại cái cây mà bữa hổm á, nó ra bông á. Rồi cô chú anh chị xem nè. Nè, nó ra đến nỗi vậy luôn nè. Đó, nó ra đến nỗi vậy luôn nè. Đó, trời, nó ra mà em á hả, em không biết nó ra đặt nghẹt luôn vậy đó, nó không còn chỗ để ra nữa nè. Ví dụ một nhánh này rồi, ví dụ nó đậu hết rồi, sao nó chịu nổi cái nhánh này em cũng không biết nữa. Nó ra bông vậy luôn á, đa số mận của em đều ra bông vậy không à. Nhưng mà em để á, em để cho ra trái rồi em ấy nha, bán mình bán chậm mà mình chắc, để cho yên tâm cả hai bên vậy đó. Khi mình ấy thì mình bỏ phân thì mình lặt lá bớt 50% nha cô chú, để cho cái chồi, khi nó chồi nó mới lên á thì nó sẽ đậu trái luôn ha. Nè, bông gì nè, quá trời chùm vậy đó cô chú anh chị. Bởi vì em Linh bán cái gì em Linh cũng phải thử nghiệm trên cây em Linh, xong rồi bắt đầu em Linh mới ấy cho cô chú. Ví dụ những cây nào mình bỏ mà nó chưa thì mình cũng lặt lá, mình lặt lá nó đi, mình lặt ngay trên thân này đó, để cho cái bông nó ra trên thân á, thì cái trái nó bự hơn nha, mình nó dễ giữ hơn. Chứ mình đừng lặt cái đọt nha, là cái đọt, cái trái nó đậu trên đọt rồi nó không có khỏe đó. Đó, bao nhiêu kinh nghiệm em đã hướng dẫn cô chú á, cho nên á cô chú anh chị mình ráng mình làm theo, hoặc mình làm theo bên này không được mình làm theo bên kia, bên nào ví dụ mình thấy cái người nào mà ấy thì mình làm theo người đó, thấy cái nào hiệu quả thì mình làm theo vậy đó. Nhà ơi, hồng Sóc Trăng em đã ra tới đây rồi. Những cái này là bông á, là mình ở Cali nha. Cái bông này là em cho ra ở Cali nè, bông chưa chích nè, mận hồng Sóc Trăng nha. Cây của em á, là 25 chậu, 25 gốc rất là to. Em không có sang chậu ra nữa, có nhiều người thì sẽ sang 45 ga lông, em sang 25 nè. Nhà thấy không, bông nè, bông chưa chích. Cái bông này á, là mình tạo ra ở Cali, thì khí hậu Cali cho nên là nó sẽ bền vững nha cả nhà ha. Sóc Trăng nó mạnh lắm cả nhà ơi, Sóc Trăng nó rất là mạnh nha. Đó, nhà xem nè, đó. Nhà xem nè, đó. Khi mà cái cây á mà nó phải mạnh khỏe mà nó thích nghi khí hậu đây. Cây này thì em nhập về cũng hơn một năm rồi, hồi năm ngoái rồi. Em trend cho nó ở ngoài trời, ngoài mưa, ngoài nắng rồi. Cho nên là khi mình để vô á, cho nó ấm chút xíu là nó ra bông gì nè cả nhà. Mình phải lặt lá bớt nha, bông mà bông triền miên khói lửa luôn á, bông mà quá trời bông luôn á. Bên em Linh á, là mỗi ngày á em Linh đều bán giá giống như là giá
giá giống như giá giá rất là mềm, giá wholesale, giá sỉ vừa rồi. Cho nên á, khi mà em Linh không có cái không có thời gian để mà lên ô, ví dụ mình để cái giá cây này lên cao để rồi mình giảm xuống lễ lọc hay bất cứ gì làm giảm xuống, tất cả giảm đều mắc hơn bên em. Tại vì á, khi mà cái cây bên em bán đa số là cây lớn không à, chứ em không có bán cây nhỏ 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 nhỏ, hay là cái gì đó mà cây của em mà cây tuyển chọn, cho nên cả nhà nhìn cả nhà sẽ biết cái tàn cái tán nó bự gì nè ha. Thì á, cả nhà biết làm sao không nha, mình phải ra bông, chăm sóc bông nó như vậy nè mà mình mới bán ra nha cả nhà. Mấy cây này á, thì chỉ có ship xe thôi à, chứ ship UPS nó ship không nổi đâu, không có ship UPS nổi nha cả nhà nha, tại nó quá bự quá lớn mình không có ship được. Nhưng mà bông quá trời bông rồi, cả nhà thấy không, bông nè, bông dữ lắm luôn á. Đó, Sóc Trăng của em à, cây bự đẹp không hả cả nhà, không phải cây mà mình ấy đâu, cho nên là em tuyển là em tuyển vậy đó, cả nhà thấy không nè. Đó, cho nên em không có thời gian mà đăng lên mình giá của nó cao vút trên trời, xong mình giảm 50% này nọ để khách lại mua. Thật sự bên em á, em không có nhiều sức để làm vậy, tại có một mình em để quản lý hết à. Thì cả nhà, khách của em á, thì nói chung là khách của em nó quen rồi, cái giống như mình buôn bán đàng hoàng á, giá cả hợp lý, cây lớn là ok hết cả nhà, đảm nghĩa là cây khỏe là ok, chứ không có đưa lên rồi mình đưa xuống thì giá vẫn là mắc hơn của em. Ví dụ như mấy cây này nè, em bán 450 là 450 nha cả nhà, nha, giá bít cấp nha. Còn bông không à, trái không, em để vậy để mà em bán trái cũng được nữa nè. Quá trời bông, quá trời trái, cả nhà thấy không nè, bông nó chi chít nè. Bông á, là bông của ở đây, của Cali, khí hậu Cali nó ra vậy thì nó sẽ trường tồn hơn ha cả nhà ha. Những cái bông mà nó ra ngay cái thân gì nè, đó đó, trái gì nè, thì cả nhà biết như thế nào, cây của em rất là mạnh khỏe nha. Cho nên á, là em bán cái giá là 450 là cái giá này có pick up hoặc là ship xe là cái gì á, chứ mấy cây này em không có ship được UPS nha cả nhà nha. Thì khoảng đầu tháng 6 này nè, có chuyến đi Arizona rồi chuyến đi Texas, cho nên á, là cô chú anh chị nào á, muốn mua cây bên vườn em á, thì á, gọi cho em để mình ship xe cho cây nó khỏe, cây nó ấy nha. Ship xe thứ nhất giá cả nó sẽ rẻ hơn khi mình ship UPS rất là nhiều. Thứ nhất, thứ hai nữa đó, người ta khiêng vô cho mình luôn tới nhà luôn, rồi mình không có cần phải ấy. Rồi thứ ba, cái quan trọng nhất là cái cây nó không có bị động cái rễ, hay là cái cây nó không có bị eo uột do cái mình móc đất ra rồi mình sang cái thùng qua rồi mình làm này, cây nó sẽ mất sức. Thì khi mình ship bằng xe đó là mình đi nguyên chậu này luôn á, cho nên cây á, dù gì cái bộ rễ nó rất là quan trọng ha cả nhà ha. Rồi bông này nọ nó khi mà ship thì em cũng phải quấn, phải ấy đàng hoàng để cho bảo đảm cái cây của mình ấy, em ráng cố gắng hết sức có thể ha cả nhà ha. Cho nên á, là cho đầu tháng 6 này ha, đầu tháng 6 này xe sẽ đi nha cả nhà. Nhanh tay nhanh chân để gọi ha, để mua cây mình yêu thích nè. Mận hồng Sóc Trăng của em cây lớn không à, cả nhà thấy không, chậu 25 galon nè, là vậy rồi. Em không có lên chậu 45 đâu, nếu mà lên chậu 45 nữa cây nó sẽ tốt hơn, tại cái bầu rễ đầy hết trơn rồi. Nhưng mà lên chậu 45 nữa thì cách sẽ bị tiền ship nè, rồi đủ thứ tiền hết á, tại cây này bự lắm rồi. Cây của em là super super bự rồi nha cả nhà nha, nha super bự rồi, cho nên là em chỉ có một mớ này thôi nè. Đó, đó em mơ có một mớ này nè. Thì cả nhà nhanh tay nhanh chân thì chọn được cái cây lớn ha cả nhà ha. Thì em á, thì em bán dưới cái của em bán nào giờ không bao giờ đẩy giá lên cao rồi mình hạ xuống, mình bớt vậy chứ mất công lắm, không có thời gian nha cả nhà nha. Bán là sỉ, kiểu là giá cả quá là hợp lý luôn á. Nọ mà cái công mà chăm sóc một năm trời ha cả nhà, xong rồi mình sang chậu cho mấy anh sang chậu và chăm sóc giờ tới giờ lui, ôi tá lả hết trơn á, không phải ấy đâu. Luxury mà mình bán là mình phải cho cây đẹp mình mới bán ra, cây có bông có hoa mình mới bán ra ha cả nhà. Bông hoa nè, bông hoa này của Cali nha, không phải bông hoa từ Florida mới về đâu cả nhà nha. Cho nên nó là mình, nó thích hợp khí hậu bên đây rồi, nó không có bị chanh nước hay gì đâu ha. Cho nên là cả nhà mua cây của vườn O2 á, thì mình đảm bảo hơn cái sức mà chịu đựng của nó đó, nó dẻo dai ha.
là nó ra bông từ dưới này lên đây luôn rồi. Cây đầy bông luôn, cây nào cũng đầy bông luôn á cả nhà, chứ không phải là cây nào cũng mấy đâu nha. Cho nên là cả nhà yên tâm, ví dụ mà ship á, xe nó rụng bớt bông thì mình vẫn còn có bông nha. Tại vì nó ra khi mình đặt lá bớt á, nó sẽ ra bông thêm ha cả nhà ha. Tại vì em Linh đã chăm cái phần thần thánh của em đó, phần trộn thần thánh của em rồi ha cả nhà ha. Thì ai mua trên 200 trở lên thì em có tặng bịch phân ha. Một đơn hàng gì đó em tặng một bịch phân nha cả nhà nha. Đó, cho nên là cả nhà em cảm ơn cô chú đã và đang ủng hộ O2 Nursery của em rất 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 là nhiều. Dạ, và biết bên em bán hàng cho như thế nào, cho nên là cô chú luôn luôn ủng hộ. Chỉ cần Linh ơi, chị thích cây này, Linh ơi chị muốn cây này, em chụp hình lấy báo giá cho chị hay là gì. Có mấy chị dễ thương lắm, không cần chụp hình đâu em. Chị biết em mà, này nọ đủ thứ, không cần chụp hình. Mà nhưng mà khi mà nói vậy thì em vẫn chụp hình cho khách, để khách yên tâm, để khách tưởng giống như trong đầu khách biết là cái cây này sẽ gần tới mình, này nọ đủ thứ hết á. Chứ nhiều khi không có hình á, rồi nhiều khi á, khách ấy em cũng muốn, lúc nào cũng muốn là giống như là mọi việc mình sẽ rõ ràng đó cô chú anh chị ha. Em cảm ơn cô chú anh chị rất 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 là nhiều nha.